Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến cái vấn đề ông Bộ trưởng Tư pháp. Có nhiều khán giả nói hỏi riêng là giáo sư à, tại sao trong cái giờ phút lịch sử này mà ông Bộ trưởng Tư pháp lại từ chức? Ông ấy là bạn hay là thù? Thế thì tôi thưa với quý vị liền, chúng ta muốn biết họ là bạn hay là thù, căn cứ theo cái thơ nghỉ việc. Ngày hôm qua đã có một cuộc họp giữa Tổng thống và Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Trong một giờ đồng hồ sau đó thì Tổng thống đã tweet lên rằng là ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã xin phép Tổng thống để từ chức kể từ ngày 23 tháng 12 tới đây. Và ông Barr cũng đã gửi lấy cái thơ đơn từ chức lên Tổng thống với những cái lời lẽ khen tặng. Tổng thống thứ nhất làm đã quá nhiều việc trong 4 năm qua. Thứ hai là cảm ơn Tổng thống đã dành cho William Barr cái vinh dự được làm việc dưới quyền của Tổng thống và phục vụ đất nước. Cái thứ ba, Tổng thống là một người có rất nhiều sáng kiến và thành công cho đất nước Hoa Kỳ. Cái thứ tư, ông xin chúc Tổng thống và gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc để giúp đỡ cho đất nước Mỹ. Bù lại thì Tổng thống cũng nói rằng ông đã có một cuộc họp rất ý nghĩa và tốt đẹp với ông William Barr, nhưng vì vấn đề gia đình cho nên ông xin phép để từ chức kể từ ngày 23, và ông hứa ông sẽ làm mọi việc tốt đẹp, chu toàn bổn phận trước giờ ra đi. Thế thì chúng ta đều thấy cả hai bên đều khen tặng nhau. Thì chúng ta đi đến kết luận sao? Dễ quá. Ông Barr từ chức không có chuyện gì rắc rối. Ông Barr từ chức là bị hăm dọa của phe Cộng sản, của phe Bảo thủ, của phe Dân chủ. Bởi vậy cho nên lâu nay ông lừng khừng và không dám cứng đối với cái vấn đề kẻ thù của Hoa Kỳ là Cộng sản và bọn Dân chủ tội lỗi. Trong đó có Hunter Biden, con trai của Joe Biden. Trong đó có cả Joe Biden, trong đó có cả Obama. Giống như cái thời mà của Jeff Sessions vì Hillary Clinton, cho nên sợ không dám xử tội và James Comey đã phải bỏ qua cho Hillary. Thì đến giờ này chúng ta thấy có một cái hay nhất là gì? Tổng thống Donald Trump đưa ông Thứ trưởng Jeff Ross lên làm quyền Bộ trưởng Tư pháp. Và mọi việc sẽ được tiến triển tốt đẹp trong những ngày sắp tới. Đây là một cái sự kiện mọi người đều dễ hiểu là vì Cộng sản chuyên môn khủng bố và Đảng Dân chủ đi theo Cộng sản, cho nên cái vấn đề khủng bố là không thể tránh khỏi. Như chúng tôi vừa thưa với quý vị, tôi vừa nhận được thêm một bản tin của ông Thế đưa cho biết rằng là những cái cột mốc quan trọng trong cái việc chọn lựa đại cử tri bầu Tổng thống là cái ngày mà 14 tháng 12 hôm qua là toàn quốc 50 tiểu bang là các đại cử tri đã phải họp để bầu Tổng thống, và phiếu bầu của họ đã được dán kín và gửi về Quốc hội. Và nước Mỹ thì có 50 tiểu bang, thì trong đó có 33 tiểu bang quy định đại cử tri đoàn phải bỏ phiếu theo cái phổ thông đầu phiếu. Thí dụ như California này, phổ thông đầu phiếu đa số cho Đảng Dân chủ thì 55 phiếu đại biểu cử tri Electoral College phải bỏ phiếu cho Joe Biden. Nhưng mà 17 tiểu bang khác thì họ lại không buộc cái người đại cử tri đoàn phải bỏ phiếu theo đảng phái của phiếu phổ thông. Trong đó có 17 tiểu bang, chẳng hạn như tiểu bang Wisconsin và tiểu bang Pennsylvania, thì các ông bà đại cử tri đoàn không buộc là phải bỏ phiếu cho Joe Biden, mà có thể bỏ phiếu cho Donald Trump. Vì thế mới có cái kết quả là tất cả 7 tiểu bang Battleground State ngày hôm qua họ đều bỏ phiếu cho ông Donald Trump của những người Cộng Hòa, và những người Dân Chủ bỏ phiếu cho Joe Biden. Cho nên báo chí lưu manh
mới tuyên bố Joe Biden thắng cử với 306 phiếu. Nhưng mà họ quên đi rằng Đảng Cộng Hòa cũng bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump và cộng lên đã trên 289 phiếu. Thế thì cả hai người làm Tổng thống à? Thì bây giờ câu chuyện trường hợp nó ra sao? Dễ lắm. Đến ngày 23 tháng 12 này, tất cả các cái phiếu đại cử tri đoàn này phải được trình diện ở Thượng viện. Đó. Và ông Chủ tịch Thượng viện mới quyết định để mà xác nhận kết quả từng tiểu bang. Cali này bao nhiêu phiếu cho Joe Biden, bao nhiêu phiếu cho Donald Trump. Texas cũng thế, 50 tiểu bang đều như thế hết. Mà quý vị biết ông Chủ tịch Thượng nghị viện là ai? Phó Tổng thống. Trong tương lai mà nếu Joe Biden thắng thì Kamala Harris sẽ là Chủ tịch Thượng viện. Còn đến bây giờ vẫn là Donald Trump Tổng thống thì Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Mike Pence. Cho đến ngày 20 tháng Giêng. Thế thì ngày 23 tháng 12 này còn gần một tháng nữa. Cho nên Chủ tịch của Thượng viện vẫn là Phó Tổng thống Mike Pence. Đến giây phút đó, Phó Tổng thống Pence sẽ ký xác nhận kết quả từng tiểu bang. Nếu Phó Tổng thống Pence không ký xác nhận của cho tiểu bang nào, thì tiểu bang kết quả sẽ được gửi về tiểu bang đó, để tối cao pháp viện của tiểu bang đó quyết định. Đến giây phút đó là mới kiện tụng, rồi mới ra mới lôi thôi. Đảng Cộng Hòa mới đưa bằng chứng cho thấy Đảng Dân Chủ ăn gian phiếu bầu, ăn gian phiếu người chết, ăn gian phiếu vấn đề của những người bỏ phiếu 5-6 lần, có người bỏ 20-30 lần, rồi ăn gian của những cái phiếu về máy Dominion chuyển từ Donald Trump qua bên Joe Biden. Thì đến giây phút đó, ngã ngũ. Rồi tôi có pháp viện của tiểu bang nó phải giải quyết. Cho đến trước ngày mùng 6 tháng Giêng, lưỡng viện quốc hội mới họp, tức là Hạ viện và Thượng viện họp khoáng đại. Hạ viện sẽ bầu Tổng thống và Thượng viện sẽ bầu Phó Tổng thống dựa trên số đại cử tri như tôi vừa thưa. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.